Em sẽ có những phần nào của bắt đầu đoạn lát chúng ta sẽ đề cập lại. Nhưng ở đây tôi để cho các em một cái hình mà nói chung chúng ta gọi đây là quả. Nhưng phần quả này không phải do sự phát triển từng vách của bồn đoạn như tôi vừa nói với các em. Ví dụ như bây giờ tôi nói quả thơm đi, thì các em sẽ thấy cái mà chúng ta gọi là quả thơm và chính cái phần chúng ta ăn đó, thì nó gồm có cái mà chúng ta hay gọi là cái mùi thơm đó, rồi xung quanh nó là một cái phần nạc chúng ta ăn. Phần đó không phải mắt của bồn đoạn, mà cái mùi thơm đó chính là trục của cụm hoa. Và mỗi một cái mắt đây đó chính là một hoa, mà cái phần quả thật sự của nó là một cái quả bế. Có khi chúng ta thấy còn cái phần phát triển thành một cái phần nạc chúng ta ăn không phải từ bắt bầu ngọt. Còn nếu bây giờ tôi lấy cái quả mà em cũng đã từng ăn rồi, đó là cái quả dâu tây đi à. Khi chúng ta có cái phần quả mà chính là phần nạc chúng ta ăn đó, thì phần đó cũng không phải từ bắt của bầu ngọt, mà nó xuất phát từ cái đế hoa, nó phát triển to ra. Còn cái phần mà phát triển từ bắt bồn đoạn theo cái điểm tôi vừa nói với em là bắt bồn đó, thì đó tương đương với lại cái phần mà nhỏ lắm tấm mà chúng ta hay gọi hạt, thì phần đó chính là quả bế của nó. Còn nếu bây giờ tôi nói em quả sung đi, thì cái phần vắt mà phát triển nên một cái phần dày mà chúng ta có thể sử dụng để ăn của sung đó, thì đó chính là phần của đế hoa. Còn cái quả thật sự chính là những cái lá tóc nhỏ bên trong mà chúng ta hay gọi là hạt. Như vậy thì những phần khác có thể phát triển thành quả, nhưng chúng không liên quan gì đến cái mắt của bầu đoạn ở một số quả mà chúng ta biết. Như vậy thì phần đó rất là dễ, nên các em có thể tự con. Đã. Bây giờ chúng ta sẽ coi sự biến đổi của vách bọc thành quả. Mà quả thì đó thật sự đó là vỏ của quả. Nếu bây giờ tôi lấy cho em một cái quả mà em thấy có ba phần của vỏ quả, chúng ta lấy cái quả nào cũng được à. Cái quả mà dễ nói nhất đó là quả bưởi chẳng hạn, thì em sẽ có vỏ quả ngoài là phần màu xanh có tinh dầu, em có một cái phần vỏ dày mà chúng ta gọi là vỏ quả giữa đó, chúng ta có thể lấy để nấu chè bưởi, có thể lấy để chiếc rutin. Rồi một cái phần mà màu hơi trắng mà nó bao lấy từng muối, thì cái đó là vỏ quả trầm. Như vậy khi đề cập đến quả thì chúng ta sẽ nói đó là vỏ quả với ba phần: vỏ quả ngoài, vỏ quả dừa, vỏ quả trong. Ba phần này có thể phát triển thành một cái mô chứa đầy nước khi quả chín, hoặc là chúng mất nước khi quả chín. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một là quả khô, hai là quả thịt. Như vậy ba cái phần của vỏ quả này xuất phát từ cái lá ngọn phát triển thành, mà lá ngọn đó chính là phần cấu trúc nên cái bầu ngọn bữa trước chúng ta phân tích. Như vậy thì bây giờ em nào đó sẽ lên và án cho tôi rồi về mặt giải phẫu học, lá ngọn gồm có những mô gì? Em nào lên? Lên lớp trưởng là tiếp.
người nào lên thân. Em thử vẽ cả về mặt giải phẫu họ sẽ được có những mùi nhiều. Bên trong sẽ trở thành vỏ quả trong. Khi đề cập đến vỏ quả, chúng ta sẽ có ba cái mô như vậy của vỏ quả. Và đề cập đến quả thì tương ứng với cái từ đó chính là gì? Vỏ quả. Mà vỏ quả sẽ gồm ba cái mô mà chúng ta vừa nói đấy. Cho nên khi đề cập đến thành phần của quả, đó chính là vỏ quả với ba phần mà tôi vừa mô tả cho các em. Vỏ quả ngoài của mỗi một cái loài sẽ khác nhau, trơn láng, có gai, có móc, có vân vân vân, khác nhau hết, hoặc là giống nhau. Và đó chính là những cái đặc điểm mà em sẽ thấy khác biệt giữa các cái quả của các cái loài. Còn phần vỏ quả giữa này, khi chín nó có thể mọc nước, có thể mất nước để dẫn đến là quả khô hay là quả thịt. Và cái phần vỏ quả trong như lúc nãy em thấy đó, tìm một số quả mà khi chín cái phần vỏ quả trong này nó có thể bị hóa mô cứng để tạo thành một cái nhân cứng định hạt. Và lúc đó thì chúng ta gọi những quả đó là quả nhân cứng, hay còn gọi là quả hạt. Rồi bây giờ chúng ta sang phần phân loại quả. Về mặt phân loại thì tôi nói với các em, chúng ta có thứ nhất quả đơn, thứ hai quả tổ, thứ ba quả phức. Còn cái thứ năm là quả đơn tính sinh mà có hoặc không có hạt thì chúng ta coi trong bài. Đầu tiên em phân biệt như thế nào là quả đơn, quả tổ và quả phức. Ba cái này nó khác biệt với nhau. Khi đề cập đến quả đơn thì tôi nói với em là những cái quả mà sinh ra từ một hoa. Nếu chúng ta có một hoa, sau đó phần bầu nõn này phát triển cho em một quả, đó là quả đơn. Ví dụ em có hoa mận sẽ cho ra một quả mận. Nếu cái hoa ớt sẽ cho em một quả ớt. Cái hoa xoài sẽ cho em một quả xoài. Hoa cà sẽ cho em một quả cà, vân vân. Hoa đu đủ sẽ cho em một quả đu đủ. Như vậy thì quả đơn được hiểu là một hoa khi hình thành quả cho em chỉ một quả thôi. Ví dụ như xoài, ví dụ như cóc, ví dụ như cà chua, đu đủ, vân vân. Như vậy thì khi nói đến quả đơn, một hoa để tạo thành một quả thì về mặt cấu trúc cái bộ nõn nó sẽ có bao nhiêu cái bộ nõn? Em về mặt cấu trúc thì cái hoa đó sẽ có bao nhiêu cái bộ nõn trên cái hoa? Đúng rồi, chỉ có một bộ nõn duy nhất mà thôi. Và như vậy thì bữa trước tôi học với các em là lúc này em chỉ có trên đây là một bồn nõn duy nhất mà thôi. Để cái bồn nõn này sẽ phát triển cho chúng ta thành một quả. Và như vậy thì
với một bầu loãng thì nó sẽ cấu tạo bởi bao nhiêu cái lá loãng ở đây? Vì thần bắt bầu này được cấu tạo bởi lá loãng, như vậy nó có bao nhiêu lá loãng để tạo thành một cái bầu loãng? Theo các em, số lượng của lá loãng nó có để tạo nên cái bầu loãng của các cái loài mà từ một hoa tạo thành một quả. Ví dụ như tôi vừa nói với em nãy đó, vẫn bằng quả xoài, quả dưa chuột, quả nhông, quả cà chua, nhân dân. Thì sau khi em học bài hoa, em sẽ nói với tôi bao nhiêu lá ngọt có thể có cho những cái hoa mà chỉ có một bầu ngọt. Đây, một lá ngọt. Có em nào thay đổi không? Có phải lúc nào nó cũng một lá nhỏ không? Năm nay gắn nhiều quá nè, rất nhiều người dành. Cái gì đây hết làm lớp trưởng rồi phải không? Tên gì? Hả? Duyên. Theo em là sao? Theo em là sẽ có từ một hoặc nhiều lá nhỏ. Sẽ có từ một đến nhiều lá nhỏ. Vậy tôi sẽ biết nhiều lá nhỏ. Nếu mà nói như bạn Duyên, đã đủ chưa? Thêm nhiều lá nhỏ, chứ không phải một lá nhỏ. Bạn ngồi bằng số 2, vì tôi nói lớp cho tôi danh sách mà chẳng bao giờ thấy danh sách hết, nên cứ kêu bạn này bạn kia, một phần nữa là gì không nhớ được tên. Theo em, bạn nói vậy đúng chứ? Một lá nọ có thể chia thành nhiều ô, bạn loại trừ ra nhiều lá nọ. Không biết luôn. Đó, lớp trưởng bây giờ tên gì vậy? Đào. Giàu nghèo. Giàu nghèo, rồi, giàu, dễ nhớ thật nha. Rồi. Đúng rồi, đó là câu mà tôi muốn các em nhớ nè. Chứ nếu mà chỉ nói em giống như bạn nhiều lá nhỏ, em kết thúc không được. Mà phải nhiều lá nhỏ, nhớ cho tôi là dính. Dính thì nó mới có một ô đây được. Ý một bầu đây. Còn một hay nhiều ô kệ nó, nhưng nó phải dính lại để tạo cho em có một bầu nhỏ duy nhất mà thôi trên cái hoa đó. Và như vậy trong trường hợp mình chỉ một hoa mà em thấy một bầu ngọn, chỉ có một bầu duy nhất, thì cái bầu ngọn đó có thể được cấu trúc bởi một lá ngọn hoặc nhiều lá ngọn dính. Và khi dính thì nó một ô cũng được, hai ô cũng được, ba ô cũng được, bốn ô cũng được, thậm chí cả chục ô cũng được luôn. Ví dụ như bây giờ tôi nói em cái quả bưởi đi, khi em ăn quả bưởi em có bao nhiêu ô? Nhiều lắm. Có quả bưởi em có 5 muối, có quả bưởi 7-6 muối, có quả bưởi đến mười mấy muối. Như vậy thì một hoa bưởi cũng cho em một quả bưởi, nhưng mà nó có rất là nhiều ô. Và như vậy thì nhiều ô đó là do nhiều lá nhoãn nó dính lại với nhau tạo thành cái bầu nhiều ô. Nhưng vẫn có những trường hợp em có nhiều lá nhoãn dính lại nhưng chỉ cho có một ô một duy nhất mà thôi. Cho nên ở đây em nhớ cho tôi nhiều lá nhoãn phải dính lại với nhau. Dính mấy ô kệ nó, một ô hay nhiều ô kệ nó, nhưng phải là dính. Rồi, bây giờ đây là quả đơn nè. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái quả thứ hai là quả tụ. Quả tụ tôi cũng có một hoa, nhưng một hoa này sẽ cho tôi thay vì một quả thì nó là nhiều quả.
khi nói đến quả cụ, một hoa trên nhiều quả, cho có thể lấy cho em ví dụ như quả sen chẳng hạn, hoặc là lúc nãy tôi nói với em là quả của cái gì, na à, dâu tây dần dần. Những cái quả này khi em quan sát về sự phát triển của cái vắt bầu để tạo thành quả thì em chỉ có một hoa nhưng mà nó cho em rất là nhiều quả. Ví dụ bây giờ tôi có quả sen đi, đây đây là phần gương sen này. Mỗi một cái nằm ở đây, vị trí đây, đây chính là một quả của nó. Và như vậy em sẽ có rất nhiều quả mà nó xuất phát từ một hoa mà thôi. Và cái hoa này sẽ có cho em đó là gì? Nhiều lá nõn rơi. Đây một lá nõn, đây một lá nõn, đây một lá nõn, nhiều lá nõn rơi. À, đó. Và mỗi lá nõn đây sẽ hình thành cho em là gì? Một hoa, em một quả. Như vậy khác nhau bởi cấu trúc nhiều lá nõn rời. Và khi có nhiều lá nõn rời có nghĩa là em có nhiều bầu nõn trên một hoa. Từ cái nhiều bầu nõn này dẫn đến mỗi bầu nõn cho một quả, cho nên một hoa sẽ hình thành nên nhiều quả. Và lúc đó chúng ta gọi đó là quả tụ. Ví dụ tôi để nho đi, em sẽ thấy mỗi cái nhỏ lăm tấm này đó chính là một quả bế của nó à. Và đó mới là cái phần của vết bầu phát triển thành ra quả. Còn nếu mà em ăn cái quả na, từng cái mắt mắt đây nè, em gỡ ra à, thì mỗi một cái quả đó chính là cái phần trắng làm vết bầu nó phát triển thành cái quả mọng mà chúng ta ăn. Và bên trong nó có một hạt, thì đó chính là một quả. Và như vậy thì em có rất là nhiều cái lá nõn rơi, mỗi lá nõn cho một quả. Nhưng mà do chúng nằm gần nhau cho nên gần như là chúng hơi dính lại với nhau. Nhưng mà khi chúng chín chúng ta vẫn có thể tách 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 nó ra thành từng cái quả riêng biệt. Trường hợp quả kết hay người ta còn gọi là quả phức thì lúc này em không phải một hoa nữa mà là một cụm hoa. Cụm hoa có nghĩa là gì? Nhiều hoa. Cả một cụm hoa khi chúng phát triển cho chúng ta có một quả duy nhất mà thôi à, hình thành cho chúng ta một quả. Ví dụ nãy tôi để cho em quả thơm đó, quả sung đó. Những cái quả này do cả một cái cụm hoa nó phát triển thành, và chúng ta gọi đó là quả kết hay là quả phức. Nếu bây giờ các em nhìn cái quả thơm đi, cái cùi thơm đó chính là cái trục của cụm hoa. Mà mỗi một cái mắt này đó là vị trí của một hoa đó. Nguyên cả cái này khi nó phát triển thì cái hình thành cho chúng ta gọi đây là một quả thơm. Nhưng thực chất nó là cả một cái cụm hoa tạo thành. Em đã từng biết cái quả nhào chứ? Chắc em không biết cái quả nhào nó rồi. Và khi em có cái quả nhào đó, thì đó không phải là từ một cái hoa tạo thành một quả không? Không. Khi em nhìn cái quả nhào, em sẽ thấy bề mặt của cái quả nhầm nó có gì? Đây tôi vẽ cái cuốn này. Và trên đây em thấy những trắng trắng đó. Đây là quả nhầm. Mỗi một cái trắng trắng vị trí này đây chính là một quả của nó. Và nguyên cả cái này là một cái cụm hoa tạo thành một cái quả. Cho nên nó cũng là dạng của một cái quả, quả kép hay gọi nó là quả phức, cả cái cụm hoa của nó tạo thành quả.
em đã từng ăn cái quả gì đó dâu tằm chưa? Thì với quả dâu tằm cũng vậy, cả một cái cụm hoa của cái dâu tằm phát triển cho chúng ta thành có một quả mà thôi. Đó này, bây giờ em nhìn ở sung, em đã biết quả sung rồi, thì nguyên cả cái này là cả một cụm hoa tôi chẻ dọc ra nè. Đó. Và những cái hoa của nó là những cái nhỏ li ti trong này. Và cái phần hết bầu mà phát triển thành quả chính là những cái li ti nhỏ ở bên trong mà chúng ta hay gọi đó là hạt. Đó. Khi chúng ta chẻ cái quả sung ra. Cho nên cả quả sung là cả một cái cụm hoa phát triển thành quả. Quả bích. Nếu nó quả bích thì thuộc quả gì? Đã dựa trên cái định nghĩa này, chúng ta có một số quả trong cuộc sống chúng ta biết đó. Thì từ đó thì chúng ta biết nó là loại quả gì rồi. Quả bích em có một cái gì? Ở cái cuốn rồi bên trong có một cái trục của cái đế hoa. Và như vậy thì em có rất là nhiều cái hoa. Ở đó thì nguyên cả cái quả bích đó cũng là dạng quả gì? À, quả phúc đẹp. Rồi, như vậy là chúng ta hiểu được khái niệm quả đơn, quả tụ, quả phúc là cái gì rồi. Và nếu bây giờ tôi dựa trên cái vỏ của cái quả là cái nãy tôi nói với các em đó, rất dễ nhiều viết cho chúng ta đó. Chúng ta dựa trên cái vỏ quả này để phân biệt là khi chín cái vỏ quả này còn nước hay là nó mất nước, thì chúng ta sẽ phân biệt quả thịt với lại quả khô. Đó. Và em phải hiểu cho tôi, quả đơn cũng có quả thịt, cũng có quả khô, quả tụ cũng có quả thịt, quả khô, quả phúc cũng vậy luôn. À, tức là khi mà chúng ta phân biệt quả khô với lại quả thịt thì chúng ta dựa trên cái vỏ của cái quả khi chín. Nếu mà vỏ quả này nó dày tạo thành một cái khối nạc mọng nước thì đó là quả thịt. Như vậy thì em mới điểm lại những quả mà mình ăn nè, quả ổi nè, quả mận nè, quả chùm ruột nè, rồi quả gì, xoài nè, nho nè, đu đủ nè, những cái quả đó khi chín là nó vỏ quả dày mọng nước thì đã thuộc vào cái nhóm quả thịt. Nhưng trong những quả mình liệt kê á thì mình lại thấy ví dụ như nho, từ vỏ quả ngoài, vỏ quả giữa, vỏ quả trong nó đều là gì? Mềm hết. Nhưng bây giờ mình ăn cái quả cóc hay là quả xoài đi. Thì quả xoài em có vỏ quả ngoài, vỏ quả giữa là phần nạc mình ăn. Tới vỏ quả trong mình không có ăn được, vì nó tạo một cái nhân kinh, hoặc là chùm ruột hay cóc gì cũng vậy. Nó khác với lại quả đu đủ, nó khác với lại quả ớt, quả cà chua. Đó. Như vậy thì người ta lại phân trong cái quả thịt đó ra quả mọng, quả hạt, quả loại cam, quả loại bí. Thì những quả hạt được định nghĩa là gì? Đây là quả thịt, nhưng mà khi mà quả chín á, thì cái phần vỏ quả trong này sẽ phát triển thành một cái nhân kinh định hạt. Và chúng ta sẽ có quả hạt một hạt, quả hạt nhiều hạt. Bây giờ khi nói quả hạt một hạt, sao mình nó qua bên đây? Đây, quả hạt một hạt đây. Em nhìn cái quả này, đây là quả hạt một hạt khi chín, tách ra chỉ có một hạt thôi, và tôi cắt ngang cái bộ nọ
Điều mà tôi muốn nói với các em, khi chúng ta có quả hạch một hạt, để nghĩa quả hạch là biết rồi ha. Ví dụ như ăn chùm ruột thì là quả hạch mấy hạt? Một hạt. Ăn quả táo, một hạt. Ăn quả xoài, mấy hạt? Cũng một hạt luôn. Đó. Như vậy thì với những cái quả hạch chỉ có một hạt thì không phải là chúng được cấu tạo bởi cái bầu nõn của một lát nõn và bên trong có một nõn đâu, mà chúng có thể xuất phát từ cái bầu nõn có nhiều lát nõn. Ví dụ như tôi cắt ngang cái này thì tôi có đến hai lát nõn, nhiều nõn, nhưng trong đó chỉ có một nõn phát triển, cho nên cuối cùng tôi có quả hạch một hạt. Khi nó quả hạch một hạt thì cái tôi muốn các em hiểu rằng là không phải nó xuất phát từ bầu một lá nõn có một hạt, mà nó có thể có nhiều lá nõn, rồi nhiều ô, nhiều nõn, nhưng trong đó chỉ có một nõn phát triển để tạo thành hạt. Còn trong trường hợp mà chúng ta có cái quả hạt nhiều hạt, ví dụ như quả cà phê, ở quả cà phê thì dễ rằng là chúng ta nhìn thấy nó có hai cái hạt, mà hai hạt này có cái nhân cứng, tức là cái hạt đó vỏ quả trong nó cứng, nó bao lại. Thì với quả hạt hai hạt này thì chúng ta suy ra cái cấu trúc của bầu nõn rất là dễ, là nó xuất phát từ hai lá nõn bầu hai ô, mỗi ô một nõn này phát triển thành một hạt rất là dễ. Đây, quả đợi cam. Quả đợi cam thì đây là một cái dạng quả thịt, nhưng mà nó khác hơn một chút. Và quả đợi cam người ta còn gọi đây là quả của cây có muối, vì tất cả các quả của loại cam đều có cái vỏ quả ngoài có tinh dầu. Vỏ quả giữa này thì trắng xốp, còn vỏ quả trong thì nó dai và nó tạo thành từng cái muối. Và từ cái vỏ quả trong này em có những cái tép hay những cái lông mà mọng nước, và là đó là cái phần mà chúng ta ăn. Cho nên quả loại cam là dạng quả đặc trưng cho cái họ cam Rutacea, với cái cấu trúc là dạng của một cái quả mọng, nhưng mà các em thấy nó có cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Do vậy nếu người ta muốn chiết tinh dầu của cái quả thuộc họ cam thì người ta chỉ lấy vỏ quả ngoài, người ta muốn chiết lấy rutin thì người ta chỉ lấy vỏ quả giữa, và nếu mà muốn chiết lấy cái ear ngoài ra vỏ quả trong thì không, đó chỉ dùng để ăn mà thôi. Và như vậy thì ba cái phần của vỏ quả sẽ khác nhau và tùy thuộc vào từng cái dược liệu. Đối với lại những cái dược liệu mà khi người ta sử dụng cái vỏ quả, người ta có thể sử dụng hết cả ba cái vỏ quả này thì người ta sẽ dùng một cái từ chung đó là vỏ quả. Còn nếu mà người ta chỉ lấy vỏ quả ngoài thì nó sẽ có một cái thuật ngữ tiếng Latin tương ứng, hoặc người ta chỉ lấy vỏ quả giữa, cái thuật ngữ tương ứng vậy nó. Ví dụ như bây giờ tôi nói với các em cái từ tràng bì đi, đó là bộ phận sử dụng làm thuốc đó. Và tràng bì đó người ta lấy gì người ta chế? Vỏ quả. Vỏ thường đó là vỏ quả gì? Quýt hoặc là tắc. Như vậy thì người ta lấy phần này, lấy hết không? Họ, người ta bỏ thế nào? Người ta sẽ bỏ cái vỏ quả trong, ta lấy vỏ quả ngoài với vỏ quả giữa mà thôi à. Và lúc đó cái thuật ngữ tên của cái dược liệu nó sẽ tương ứng chỉ lấy hai cái phần đó, chứ không phải lấy nguyên cả cái từ vỏ quả. Đây, đó là cái mà tôi muốn các em hiểu
từ cái cấu trúc của quả để từ đó dẫn đến là gì? Những cái phần nào trong quả mà chúng ta có thể gặp từng cái dữ liệu khi người ta sử dụng cái bộ phận lập thuốc đó là quả. Và đây tôi để cho em quả mọng. Quả mọng, nếu nói là quả mọng, lấy cà chua cũng được, đu đủ cũng được, ớt cũng được, nhiều quả. Nhưng ở đây khi tôi lấy thì em phải hiểu cho tôi quả chỉ có phần vỏ quả này thôi, bỏ đi cái hạt. À, phần hạt là chúng ta để tách riêng ra. Cho nên khi nói đến quả thì chỉ có phần vỏ quả là cái này, vỏ quả ngoài, vỏ quả dừa, vỏ quả trong. Còn nếu mà vỏ quả của cây măng cụt thì chỉ có phần này thôi, không có lấy cái này. Về mặt khái niệm thực vật học, vì vỏ quả là do vách của bồng nhọn phát triển thành, và bên trong cái vỏ quả đó chúng ta có hạt. Còn khi mà chúng ta nói quả bao hàm cả cái hạt ở bên trong thì cái đó khi chúng ta nói, chúng ta phải nói cái khái niệm quả của chúng ta là gồm cả cái vỏ quả và phần hạt. Đây quả loại biếc, đây là quả loại biếc nè, cũng là dạng quả mọng, nhưng mà tại sao người ta dùng cái từ quả loại biếc? Đây là quả mà đặc trưng cho họ biếc được vitamin C. Với những cái quả này em thường thấy cái vỏ quả ngoài này hơi cứng, có thể hơi cứng với trường hợp là quả bí hoặc là quả mướp. Còn dưa leo thì nó không cứng, nhưng phần vỏ quả giữa, vỏ quả trong và kể cả giá nõn này, nó sẽ phát triển thành một cái cơm quả dày mà chúng ta có thể sử dụng để ăn được đó. Cho nên với cái họ bí như kiểu vitamin C thì khi cái phần vách bầu phát triển thành quả thì người ta dùng cái từ là quả loại bí, và chúng ta hiểu đây cũng là một cái dạng quả thịt nhưng mà có vỏ quả giữa, vỏ quả trong và kể cả giá nõn, phát triển thành một cái cơm quả dày mọng nên mà chúng ta có thể sử dụng để ăn. Rồi bây giờ quả khô. Khi nói quả khô thì nãy tôi nói các em là khi chín vỏ quả mất nước, chúng ta sẽ gọi đó là quả khô. Trong cuộc sống em gặp cái quả nào là quả khô? Quả nào là quả khô mà em biết? Quả đậu bông, đó là một dạng của quả khô. Và đối với lại đậu bông khi chín thì cái quả khô này nó tự mở ra, tự mở ra. Cho nên lúc đó khi đề cập đến quả khô, chúng ta sẽ phân biệt thành hai dạng: quả khô tự mở và quả khô không tự mở. Không mở tức là khi chín quả nó không có mở ra. Như vậy chúng ta sẽ có quả khô không tự mở thì tôi có quả bế, quả có cánh, quả thấp, quả phân. Bây giờ quả bế là quả nào? Quả bế hay người ta còn dùng cái từ là quả đông. Tôi nghĩ cái quả này khi nói ra thì chắc em nào cũng đã từng ăn. Em đã ăn cái quả hướng dương vịt mà em thường hay gọi đó là hạt hướng dương đó. Nhưng nó không phải là hạt mà nó là quả, bởi vì nó do cái sự phát triển của vách của bồng tạo thành. Thì ở cái quả hướng dương á, các em sẽ có cái phần phía dưới này mà thôi, nó không có cái phần màu lông ở trên đây.
Thì ở quá hướng dương, chúng ta có đây là một cái quả khô, nhưng quả khô này chỉ có một cái gì, một ô, một nhỏ, tức là một hạt mà thôi. Mà cái vỏ của quả này không dính với lại cái vỏ của hạt, cho nên khi em ăn cái quả hướng dương hay đối với tất cả những quả bế, khi em tách cái vỏ quả khô này ra, em còn lại cái phần bên trong đó là hạt được tách rời khỏi với lại cái vỏ của quả. Nên khi nói đến quả bế hay gọi là quả đông, đây là quả khô thường chỉ có một hạt mà vỏ quả không dính với lại vỏ của hạt. Đây là kiểu quả mà em thấy đặc trưng cho nhiều họ, trong đó có họ Cúc. À, khi chúng ta học đến họ Cúc, em chỉ có một loại quả duy nhất, đó là quả bế hay gọi là quả đông ở đây mà thôi. Và quả bế đó có thể có màu lông hoặc không có màu lông. Rồi quả có cánh. Quả có cánh cũng xuất phát giống như quả bế, tức là dạng quả khô mà không mở. Nhưng phần vỏ quả này có thể kéo dài lên, phát triển lên thành cái cánh. Cánh này để giúp cho gì? Phát tán cái quả. Do vậy em có thể quả có một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, dần dần. Và từ quả có cánh thì người ta dùng cái từ là dục quả. Nếu mà em đi cái đường Nguyễn Thị Minh Khai đó, nhất là cái mùa sắp Tết đó, em thấy những cái quả mà nó có cánh cứ bay bay xuống đó, giống như cái dùng quỳnh đó. Thì đó người ta gọi là quả có cánh hay là dục quả. Phần cánh này như tôi nói các em là do vỏ quả nó kéo dài tạo thành. Nhưng với một số cái quả bế nhưng nó vẫn có cánh. Và cái cánh này không phải từ cái vỏ quả phát triển mà nó do cái lá đài nó tồn tại và nó phát triển thành vỏ quả y thành cái phần cánh nằm trên đỉnh của cái quả cũng có. Ví dụ như tôi để cho em cây dù lụt đó, thì phần cánh này chính là cái lá đài của nó phát triển thành cánh nằm ở đỉnh quả. Đây quả hạt con. Khi nói hạt con thì đây là một cái quả bế mà vỏ quả ngoài cứng, khác với cái từ quả hạt thuộc cái quả thật lúc nãy nha. Các em lưu ý cái từ quả hạt con, một cái quả bế mà có vỏ quả ngoài cứng thì người ta gọi là hạt con. Bây giờ khi tôi nói đến quả thóc, quả thóc tôi lấy cho em hạt lúa hoặc hạt bắp. Khi mà nói hạt lúa, hạt bắp thì cái khái niệm này tương ứng với lại cái quả, vì nó phát triển từ phách của bông nọ, cho nên nó là phần đó. Như định nghĩa bắt đầu tôi nói là quả do cái phách của bông phát triển thành. Như vậy bây giờ tôi lấy cái quả bắp đi. Khi em nói quả bắp là nguyên cả cái này là quả bắp, nhưng tôi nói cái hạt bắp này sẽ tương ứng với quả thóc hay gọi là quả dĩnh đó, là cái hạt này. Như vậy thì phần vỏ quả sẽ là phần nào theo em? Nếu lấy quả bắp để minh họa cho em quả thóc thì vỏ quả đó là phần nào? Khi em ăn cái bắp thì đương nhiên là em không có tách cái vỏ quả đó ra, em để nguyên cả hạt bắp em ăn luôn. Có bao giờ mình ngồi mình bắt không? Chắc có tách thì tách chơi vậy thôi, chỉ khi nào chúng ta ngồi chúng ta nghịch chơi thì thôi, chứ cũng không can đảm ngồi đã bóc ra cái phần vỏ quả. Mà em bóc ra em cũng có bóc được không? Không. Khi em bóc thì nó sẽ dính vào với lại cái phần ở bên trong.
mà phần bên trong đó là phần nào? Là phần bột bắp mà chúng ta thường hay biết đấy. Bột bắp đó chính là gì? Nội nhũ của hạt. À, cũng vậy, khi em lấy cái hạt lúa thì em đừng ăn gỡ bỏ cho tôi hết cái trống, thì cái quả dịnh của nó chính là cái hạt lúa mà chúng ta hay gọi là gì? Hạt gạo đó. Chúng ta gọi hạt gạo thì đó mới là quả dịnh. Vậy cái phần quả mà chúng ta xác định là vỏ quả chính là phần nào các em? Phần mà nếu em nhìn đây sẽ là sạch sáng, đây tôi xóa bỏ nó đi, thì tôi có bên trong là cái hạt tinh bột. À, còn cái phần này đó chính là cái lớp cắm ở bên ngoài mà chúng ta biết khi chà gạo thì người ta làm tróc hết cái lớp của cái vỏ quả này. Đó chính là lớp cám ở bên ngoài. Như vậy tôi nói là quả dĩnh là tương ứng với là cái hạt gạo, tức là chúng ta phải bỏ đi hai cái trống ở bên ngoài. Vỏ quả sẽ là một cái lớp rất là mỏng mà chúng ta gọi là lớp cám. Khi chúng ta chà gạo nó sẽ bong tróc ra. Cái vỏ quả này em không tách được, tức là không bóc được ra khỏi với lại hạt, vì nó dính vào cái gì? Dính vào với lại cái lớp nội nhũ. Còn vỏ của hạt thì nó tiêu biến đi. Đây là một cái cấu trúc mà chỉ có ở quả của các cây thuộc họ lúa Poaceae mà thôi. Do vậy tôi mới mô tả em là quả dĩnh là một quả đông hay quả bế đặc biệt mà vỏ quả dính vào lớp aneron của hạt. Còn cái vỏ của hạt thì nó bị tiêu biến đi. Vì vỏ hạt nó không có, cho nên chúng ta sẽ có cái lớp nội nhũ liền, và cái vỏ quả này dính với lớp nội nhũ. Và chính trong cái vỏ quả của cái lúa này nó mới có nhiều cái vitamin B mấy mà chống phù khủng chúng ta. Cho nên là các em thấy nếu mà mình ăn gạo mà người ta chà sát kỹ quá, mất hết cái lớp vỏ quả này, thì những người mà bị phù khủng thường người ta phải lấy cá người ta ăn là được. Dạ. Như vậy là hiểu quả thốc là gì rồi? Một cái quả dĩnh mà quả dĩnh đó hơi đặc biệt một chút. Quả phân. Khi nói đến quả phân, tôi mở ngoặc cho em, đây là quả bế đôi hoặc là quả bế tư. Bế đôi có nghĩa là hai quả bế, bế tư có nghĩa là bốn quả bế. Tại sao người ta dùng cái từ là quả phân hay trong tài liệu ghi cho em gọi là liệt quả đấy? Khái niệm này được dùng khi nào? Bây giờ chúng ta nhìn cái hình. À, khi em nhìn cái hình của cái bồng nhọn tạo nên cái quả phân, thì em sẽ nói với tôi đây là dạng cắt ngang của bồng nhọn. Em sẽ nói với tôi đây là mấy lá nhọn. Thấy vậy? Ừ, hai lá nhọn. Rồi em tiếp đi, mấy ô. Như vậy thì tôi sẽ viết cho em hai lá nhọn. Hai lá nhỏ này dính, đúng không? Đó. Và nó sẽ tạo cho em mấy ô? Hai ô. Hai ô. Mỗi ô một nhỏ. Em nhìn thấy ở đó. Như vậy, cái tôi muốn nói ở đây là lúc
ban đầu em có mấy cái bồn nữa ở trên cái hoa của cái loài này. Khi tôi biết như thế này thì em suy ra là trên cái hoa nó có mấy bồn nữa. Một bồn nữa duy nhất em sẽ có. Giết như thế này em chỉ có một bồn duy nhất mà thôi. À, một bầu nõn duy nhất mà thôi. Nhưng bầu nõn này có hai lá nõn. Nhưng mà khi quả chín thì thay vì nó tạo cho em đây là gì? Một quả thì không, nó tạo cho em tới hai quả. Mà hai quả đây là hai quả bế. Mỗi ô này sẽ tạo cho em một cái quả bế. Điều này có nghĩa là gì? Mỗi quả bế đây là một phần trong cấu trúc của bầu nõn, nên người ta gọi đó là quả phân là như vậy. Và đây là kiểu quả đặc trưng của họ hoa tán Apiaceae. Ở họ hoa tán em sẽ thấy lúc nào cũng là hai lá nõn bồng hai ô, nhưng khi chín bao giờ hai cái ô này cũng tách riêng ra ở ngay chỗ cây phần dính giữa hai lá ngọn, và mỗi ô này sẽ hình thành cho chúng ta một cái quả bế, cho nên nó là một phần trong cấu trúc của bầu. Và kiểu hình thành quả như vậy người ta gọi là quả phân hay là liệt quả là như vậy. Và trong trường hợp này hai lá ngọn tạo hai ô thì chúng ta có hai cái quả bế. Và lúc đó thì người ta sẽ không gọi đây là quả tụ. Tại sao không gọi quả tụ? Nãy tôi nói em quả tụ là quả gì? À, lá ngọn rời. Còn đây lá ngọn nó rời hay lá ngọn dính? Nếu mà quả tụ thì tôi phải viết cho em là gì? G2 này mà không có dính, tức là em có hai lá nõn rời. Đó. Và mỗi lá nõn này tạo cho em một quả bế, thì lúc này em mới gọi là gì? Quả tụ. Có nghe không phải? Phân biệt cái từ quả phân là như vậy. Chứ không là em không hiểu tại sao mà ở đây tôi không gọi quả tụ mà tôi gọi là quả phân là như vậy. Rồi, quả bế tinh. Quả bế tinh này chúng ta gặp cho trường hợp nào? Đây là kiểu quả cho họ Lanyaceae, họ hoa môi, hay người ta còn gọi là họ bạch hạc. Tại sao mà nó hình thành bốn cái bế quả? Khi chín thì từ bọt hoa nó sẽ cho em bốn cái quả bế này, từ tách riêng ra này bốn cái quả bế. Tôi nói đây là kiểu quả đặc trưng cho họ Lanyaceae. Từ một hoa cho em bốn cái quả bế như vậy. Khi
khi mà sau cái sự thụ tinh. Nhưng muốn quả bế này nó không phải xuất phát từ ban đầu là bốn lá nhỏ, mà nó xuất phát từ ban đầu chỉ có hai lá nhỏ mà thôi. Hai lá nhỏ, cái hai lá nhỏ này là dính hả? Chứ không phải là bốn lá nhỏ. Do vậy, nếu mà tôi biết hai lá nhỏ này thì tôi sẽ có bồn máy hai ô. Đã. Nhưng mà trường hợp này nó cũng không phải hai ô nữa, mà nó sẽ hình thành cho em bốn ô. Hai lá nhỏ mà tạo thành bốn ô thì làm sao nó tạo được bốn ô? Em có nhớ không? Cái gì? Hả? Vách ngăn phụ. Vách ngăn phụ đó thì em sẽ nói liền là do vách dạ. Dạ. Do nó có vách dạ. Như vậy thì em sẽ có đây nè. Đó. Mỗi ô hai nhọn. Đó. Rồi đây vách dạ. Đó, vách dạ đây. Hình thành. Và lúc này thì khi vách dạ hình thành thì mỗi cái này là một ô. Và một ô này khi chính nó cho em một quả bế. Và như vậy nó sẽ là một phần trong cấu trúc của bầu bầu đoạn. Và lúc nào chúng ta cũng gặp cho tất cả các loại thuộc họ lành giá sinh với cấu trúc như vậy. Cho nên đặc trưng của họ lành giá xê về quả, em sẽ có bốn cái quả bế là như vậy. Và đây tôi để cho em, trong trường hợp này cũng vậy, chúng ta sẽ có bốn cái quả bế. Cho nên người ta gọi cái từ là quả phân. Và quả bế hồi nãy tôi nói là người ta dùng từ quả đống, cho nên người ta nói là quả đống tư là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sang quả phù tự mở. Vì vậy nãy giờ chúng ta phân biệt được các quả phù không mở rồi. Khi nói đến quả khô tự mở thì em sẽ hiểu rằng là khi quả chín nó sẽ tự mở ra. Ví dụ như quả gì tự mở mà em biết? Nãy em nói tôi đậu bóc đấy, đúng không? Đậu bóc tự mở. Còn quả gì nữa? Em nào nói mà em không được. Em có biết quả quả gì mà dưới quê mình à, cái nổ tự mở. Rồi em có thấy cái quả của cây cải không? Tự mở. Em có nhìn thấy các cái quả đậu không? Quả đậu ví dụ như đậu trắng, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, vân vân, khi chín nó tự mở ra để đưa hạt. Như vậy thì những cái quả đó khi chín vỏ quả khô nhưng chúng lại tự mở ra để đưa hạt ra bên ngoài. Và khi đề cập đến quả khô tự mở thì cái điều đầu tiên tôi muốn các em phải biết những cái vị trí mà quả có thể mở ra. Chúng ta biết cái vị trí này trước cái đầu. Khi nói đến những cái vị trí này thì tôi sẽ vẽ cho em để ý biểu diễn về vị trí mở. Tôi nói đó là vị trí mở nha. Mở của quả. Tôi vẽ cho em đây là vị trí số 1. Nếu tôi nói vị trí số 1 thì em sẽ nói với tôi đó là vị trí nằm trên cái bắp bầu này. Vị trí nào? Em nói lớn nè. Đúng rồi, mép của lá nhọn. Vị trí số 1 này chính là mép dính của lá nhọn. Mép dính của lá nhọn. Như vậy thì trong trường hợp này em chỉ có một lá nhọn mà thôi. Và một lá nhọn này nó khác dính lại vậy khi chính nó mở ngay đúng cái mép này. Đó, cái bầu
có, tôi vẽ rất là một lát nọ. Còn nếu mà bây giờ tôi vẽ cho em nhiều lát nọ thế, tạo dính nhau, tạo bầu nhiều ô như thế này, thì đây chính là mép dính giữa hai cái lát nọ liền kề. Còn đây vị trí này sẽ là mép dính, mép dính của một lát nọ. Đó. Như vậy thì vị trí thứ nhất đó là vị trí mép dính của lát nọ, dính của trong phạm vi một lát nọ hoặc mép dính giữa hai lát nọ liền kề là vị trí số 1. Vị trí số 2 tôi vẽ cho em vị trí này. Em sẽ nói tôi vị trí đó là gì? Gần giữa của lá nọ. Nó có thể mở ở gần giữa của lá nọ. Đó. Và nếu trường hợp còn nhiều ô thì vị trí số 2 này sẽ là vị trí nằm đây. Nằm đây. Đó. Nằm đây. Gần giữa của lá nọ. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cho em vị trí số 3. Tôi vẽ ở hai bên mép dính của lá nọn. Đó. Đó là vị trí ở hai bên mép dính của lá nọn. Nếu trong trường hợp này thì hai bên này có thể nằm đây, có thể nằm nằm đây, vân vân. Như vậy thì với một quả khô tự mở, chúng có thể mở một trong ba vị trí đó, hai trong ba vị trí, hoặc thậm chí chúng kết hợp luôn cả ba cái vị trí, tùy thuộc vào từng cái loại quả mà chúng ta sẽ có cách mở khác nhau. Và tôi sẽ có những cái kiểu quả nè, quả đại, quả loại đậu, quả loại chải, nang cắt vách, nang chẻ ô, nang hủy. Và bây giờ cái thứ nhất, em nhìn cho tôi cái quả quả đại. Khi đề cập các cái kiểu mở này thì đầu tiên em phải nhìn là nói được cho tôi là cái bầu nhọn của nó cấu tạo bởi mấy lá nhọn. Nhìn như thế này thì em sẽ biết bầu nhọn nó cấu tạo bởi mấy lá nhọn. Một lá nhọn, bầu có một ô, một lá nhọn. Và khi chính nó mở ra thì nó cho em mấy mảnh vỏ. Nhìn như thế này sẽ nói tôi mấy mảnh vỏ. Một mảnh vỏ gì nha. Như vậy thì nó chỉ cần mở cái gì? Mở ngay đúng cái mép dính của cái lá nhọn này. Mở đúng ngay cái mép dính của lá nhọn, tức là ở vị trí số 1 mà nãy tôi đã giấu cho các em đó. Và khi mà một quả khô mà khi chín nó mở ngay cái mép dính của lá nọn, mà bầu nó cấu tạo bởi có một lá nọn duy nhất, thì nó sẽ cho em có một mảnh vỏ. Và đây là kiểu mở cho quả đại. Nếu em nhìn vào cái hình bên trái này tôi đưa, quả này chắc có lẽ là các em đã nhìn thấy rồi. Đây là quả gì? Quả, quả hồi đó, hay người ta gọi là cái đại hồi đó. Nếu mà nhìn như thế này thì đây là một cái quả đại nha. Một lát nọn mở ra bởi cái mép dính của lát nọn và cho em chỉ có một cái mảnh vỏ mà thôi. Và hạt nó sẽ đính trên mép của lát nọn đấy. Bởi vì đính nọn mép mà, đính trên hai bên mép mà. Và đối với quả hồi thì nó có rất nhiều lát nọn rời như thế này, cho nên khi thành quả thì một hoa nó sẽ cho em nhiều cái quả, quả đại, cho nên người ta sẽ gọi đó là quả đại tụ. Đây là quả lợi đậu. Khi nhìn quả lợi đậu thì em nói tôi bầu cấu tạo của mấy lá nọt. Muốn nhìn mấy lá nọ, em nhìn hình này nè. Mấy? Một. Duy nhất này. Cũng một lá nọ. Cũng giờ một. Nhưng khi chín thì nó cho em đến mấy mảnh vỏ? Hai mảnh vỏ. Hai mảnh vỏ này nứt từ đỉnh của quả nè.
nước từ đỉnh này nước xuống nè, đây là cuốn của quả, cho em thấy hai mảnh vỏ, tức là em chỉ cũng chỉ có một bầu nhuận, tức là G1, và đây là cái quả đặc trưng cho đa số các loài trong họ đậu, cho nên người ta gọi cái từ là quả gọi đậu. Và tất cả các cái loài trong họ đậu chỉ có một lá nhỏ mà thôi, à, nó không có nhiều hơn nữa. Bọc cũng chỉ một ô và đính nhỏ mét như thế này, để nó có hai mảnh vỏ khi mở ra như thế này thì nó sẽ đòi hỏi em phải hai cái đường đứt, một là mép hàng, mép dính của lá nhọn, và đường đứt thứ hai đó chính là gân giữa của lá nhọn. Và khi nó mở thì nó mở từ đỉnh nè, từ trên là mở xuống, và phần dưới này là cuốn của quả, nên cho chúng ta hai mảnh vỏ, một lá nhọn mà cho hai mảnh vỏ phải vừa có ngay chỗ mép dính lá nhọn và đường gân giữa của lá nhọn. Tuy nhiên khi nói đây là quả loại đậu, tôi nói em cho đa số các loài thuộc họ đậu, nhưng một số cái họ đậu quả không mở. Ví dụ quả gì? Có phải mở hết không? Không. Ví dụ như quả đậu phộng đó, nó đâu có mở. Khi mình ăn đó là mình phải mở ra. À, một số quả trong họ đậu không mở. Me cũng vậy, cũng không mở. Quả me cũng không mở. Quả ung môn cũng không mở. À, nhưng mà đa số là nó mở cho hai mảnh vỏ. Quả lợi cả. Khi nhìn quả lợi cải, em nhìn cái này để biết cho tôi là mấy lá nhọn? Hai lá nhọn. Họ cải chúng ta sẽ có hai lá nhọn, và hai lá nhọn này dính dính bầu hai ô, mà hai ô này do cái vách này là vách giả, cho nên nhọn nó vẫn đính ở trên mép của lá nhọn, chứ không phải đính ở giữa này, vẫn là đính mép. Vách này là vách giả. Và khi quả mở, thực tế em sẽ thấy hai mảnh vỏ nè, không có mang hạt. Một cái phần ở giữa người ta gọi là cái khung hữu thụ mang hạt, và cái khung này chính tương ứng với vách giả nè, mang hạt. Và để có được hai cái mảnh vỏ mà tương ứng với hai lá nhọn này thì cái quả họ cải nó sẽ phải mở bởi bốn đường đứt, mà bốn đường đứt này nằm ở hai bên cái mép dính của lá nhọn. Hai bên này bốn đường cho hai cái mảnh không mang hạt tương ứng với hai lá nhọn, còn cái vách giả này mang hạt. Và khi mở thì chúng lại mở từ ở dưới này mở lên, cho nên em sẽ nhìn thấy hai mảnh vỏ này được tách từ cuốn này tách lên đỉnh đó. Nó ngược với lại quả loại đầu. Đây nang cắt vách. Khi nói đến từ nang thì chúng ta sẽ có nhiều lá nhọn hơn, chứ không phải một hoặc hai lá nhọn, nhiều lá nhọn hơn, và chúng có thể tạo bầu một hoặc nhiều ô. Và khi chín thì chúng sẽ cho ra cái số mảnh vỏ nhiều hơn. À, bây giờ tôi để cho em nang cắt vách. Nếu mà nhìn vào nang cắt vách với cái ví dụ này, em sẽ có đây là mấy lá nhọn, mày nhìn cái này thì biết được mấy lá nhọn? Ba lá nhọn. Cuối cùng quả mở ra cho mấy mảnh vỏ? Ba mảnh vỏ. Như vậy tôi sẽ có G3 dính mở ra ba mảnh vỏ. Ba mảnh vỏ này tương ứng với gì?
và lá noãn lục. Nếu chúng ta nhìn hình thì chúng ta sẽ thấy nó tương ứng của ba mảnh vỏ này tương ứng với ba lá noãn này. Như vậy năng cắt quýt được hiểu là gì? Là cái quýt dính giữa các cái lá noãn đó nó bị tách ra, tách ra để tạo cho em ba cái ô riêng biệt này. Đó. Và mỗi ô này muốn hạt nó mở ra thì nó lại mở thêm cái đường gì, cái mép dính của mỗi cái lá noãn, mép dính ngay này, mở ngay đường này. Như vậy thì một là cái mép dính giữa các cái lá noãn liền kề bị tách rời để tạo thành các cái ô tương ứng với các lá noãn. Sau đó mỗi ô sẽ mở theo cái kiểu quả đại, tức là mở ngay đúng vị trí mép dính của mỗi lá noãn. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy hạt nó đính trên mép của mỗi lá noãn đây. Và số mảnh vỏ này sẽ tương ứng với lại cái số lá noãn trong cái cấu trúc của bọc. Đây là quả của cây kim na, quả của cây thuốc lá. Đây, ngang chẻ ô. Từ ngang chẻ ô gửi cho em là gì? Đường mở này là mở ở đâu? Gân giữa của lá noãn, đúng không? Ngay gân giữa của lá noãn. Với ngang chẻ ô thì cái đường mở đó nằm ở gân giữa của lá noãn. Và khi nó mở ra thì em sẽ có là gì? À, hạt đưa ra. Đây tôi để cho em cái quả đậu bắp đó. Và nếu mà nhìn cái này em vẫn có là mấy? Trong cái hình vẽ vẫn là ba lá noãn cho em ba mảnh vỏ. Nhưng ba mảnh vỏ này, mỗi mảnh vỏ này không tương ứng với một lá noãn, mà nó gồm có phân nửa của lá noãn bên trái và phân nửa của lá noãn bên phải. Và lúc này hạt nó không phải là nằm trên mép của lá noãn, mà em sẽ có hạt nó đính nằm ở cột của trung tâm của cái bầu noãn. Cho nên chúng ta thấy hạt nó nằm chính giữa. Để hiểu cho cái quả mà nang chẻ ô này, em nào mà các em có ăn cái quả sầu riêng không? Đúng không? Chắc là người nào cũng có ăn, ngoại trừ một vài người là không thích, không ăn. Nếu mà em ăn cái quả sầu riêng, đừng mua cái mà người ta tách ra cho mình rồi, mình mua luôn cả cái quả về mình tự tách ra mình ăn. Hoặc là khi em mua người ta tách cho em sẽ thấy người ta tách chỗ nào. Nhớ là cái có phải tách đúng ngay chỗ một cái muối vậy, người ta tách chính giữa. Lắc đầu cũng phải vậy, tách chỗ nào. Khi mà em lại mua quả sầu riêng, mỗi một cái này, một cái ô mà nó nổi nổi lên, còn phần này nó hơi lép hơn. Vậy ta tắt nghe chỗ này, ta tắt chỗ này cho em. Hả? Nói cho tôi coi, nghe chỗ này hay nghe chỗ này. Thôi chị cứ về, cứ mua thử đi. Để ta tắt ra là em thấy liền cái gì nghe chỗ này. Cái hạt để mình ăn á. Nếu tắt chỗ này thì lấy đâu em thấy được cái hộp. Cái hộp để em chọn coi là sầu riêng nó có ngon hay không ngon. Ta tắt ngay chỗ cái gân giữa này nè. Đó. Đó gọi là nang chẻ ô. Vẫn số mảnh vỏ bằng với lại số lá noãn, nhưng chỉ khác là mỗi mảnh vỏ đó là
phần nửa cá ngọn bên trái, phần nửa cá ngọn bên phải. Rồi bây giờ cái năng hủy vất, với năng hủy vất này em dở trong tài liệu ra có hai cái hình tương ứng với cả năng hủy vất. Hai hình đó là một là của quả thầu dầu, hai là của quả càn độc dược. Quả thầu dầu tôi không có đưa lên, nhưng tôi đưa cho em cái quả càn độc dược. Em nhìn cái quả thầu dầu trong tài liệu đi, em đếm cho tôi bao nhiêu cái lá ngọn và bao nhiêu mảnh vỏ. Em nào đếm xong rồi nói đi. Thấy cái hình đó chưa? Hình số mấy ạ? Số 5. Dạ. Đếm đi. Em sẽ nói tôi bồn ngọn được cấu tạo bởi bao nhiêu. Hôm nay ít người đi học quá, cho nên là những người không đi học làm sao biết các cái quả nứt này. Rồi mai mốt làm bài thi. Người ngồi đây nghe mà sau khi nghe xong tôi hỏi lại còn gì, còn không có trả lời được nữa. Còn người không đi nghe thì biết đâu, lúc đó về luôn. Đâu vào em đứng lên em đếm và lớp em này có bao nhiêu người, em trả lời cho cô coi. Em đếm đi. Như vậy thì mai mốt đừng có bao giờ gọi là gì đó rớt rồi đừng có than với tôi ha. Và tôi cũng là gì, hào quang ở mức nào đó mà thôi, chứ tôi không có hào quang cho tất cả mọi người. Tại sao tôi nói tôi hào quang chỉ một mức độ nào là như thế này? Vì các em là học tín chỉ thì theo nguyên tắc tín chỉ thi một lần, đúng không? Nhưng mà nhà trường thì vẫn cho các em thi mấy lần, nó mấy lần rồi, hai lần. Coi như sau hai lần không qua thì học thi lại, nhưng học thi lại thì nộp tiền. Nộp tiền thì đương nhiên là em muốn nộp thì em nộp, mà hãy em nộp thì em mới được thi. Còn em không nộp thì ta không cho em thi. Còn em nộp tiền em muốn học thì em học, em muốn học thì không ai kiểm tra. Giới trường của chúng ta là như vậy, vì nó không có điểm hiển diện, nó chỉ có điểm kiểm tra với điểm thi cuối kỳ à, nó có điểm hiển diện. Cho nên tôi không làm sao lấy được cái điểm hiển diện của các em. Dạ. Như vậy thì tôi có một cái nguyên tắc, cho nên là sau này có rớt thì đừng có bao giờ. Mà bây giờ sinh viên nó đã biết rồi, biết tôi quá về cái tính đó. Và tôi cũng còn làm 1-2 năm nữa tôi nghĩ rồi. Rồi sau đó thì ai dạy, ai cho thi thì thực hiện như thế nào thì thực hiện à. Là tôi thực hiện như thế nào với những người nào năm cuối cùng. Năm cuối cùng tức là năm phải thi ra trường đó, thì tôi có hạ một chút so với lại những người đang học. Hạ một chút có nghĩa là gì? Tôi ví dụ như bây giờ 100 câu cho 100 điểm. Thì ví dụ thì nếu mà tính trắc nghiệm hết thì các em sẽ có 60%. Đó là 5 điểm. Như vậy thì cái người đang học sẽ là 60 câu được 5 điểm. Còn những người năm thứ 5 là sao? À tôi hạ hơn một chút, có thể tôi lấy 55 chẳng hạn đó, và tôi sẽ áp dụng đều hết cho tất cả mọi người của năm thứ năm. Và đó là cách mà tôi áp dụng từ trước đến giờ. Cho nên một khi mà em làm bài không được thì
chị đừng bao giờ đến gặp tôi. À, tôi nói đừng bao giờ đến gặp tôi là gì? Tôi em có gặp, em có nói với tôi thì tôi cũng áp dụng đúng như vậy, chứ cũng không áp dụng riêng cho người nào hết. Và cho đến bây giờ thì sinh viên nó đã biết rồi, và khi nó thi trả nợ chẳng có đứa nào nó lên nó gặp tôi nữa, bởi vì nó đã biết rằng là nếu nó năm thứ năm nó nằm ở trong cái ngưỡng thấp hơn 90 nó sẽ được vớt. Còn nếu nó không nằm đúng ngưỡng đó thì nó sẽ bị rớt. Dạ. Mà những người mà không đi học thì tôi nói đến lần tôi kiểm tra cuối cùng, vì cuối cùng em sẽ có quả, có hạt, đã có hoa. Mà nếu tôi đặt những câu hỏi xoáy vào trong cái phần quả này, em không hiểu lấy đâu em nhớ. Nãy giờ sau khi học xong á, tôi giải thích hết rồi á, Tùng ơi, hỏi lại là em mới tổng kết cho tôi những quả khô tự mở, những cái quả khô mà có số lượng mảnh vỏ bằng với số lượng lá nhỏ có và nó chỉ một cách mở không? Không, khi nó đang cắt quách, đang chẻ ô, đang hủy quách, nó là cái giống gì? Mình phải hiểu thì lúc đó mình mới nói được cái định nghĩa, nó không quên chết luôn. À, quả dĩnh chẳng hạn, nếu em nghe tôi nói thì bây giờ tôi nói quả dĩnh là quả gì, tôi đưa cái quả bóc ra đó, chú thích và liệt kê cho tôi từng phần của quả và từng phần của hạt, làm sao mà các em biết được. Rồi bây giờ quay lại nha, rồi coi đi, hình số 5 đúng không, nhận xét gì trong hình số 5 nè? Với nàng thủy vật, bao nhiêu lá nõn cho cái quả thầu dâu? 3. Rồi 3 lá nõn, mấy ô? 3 ô. Như vậy em sẽ viết G3. Rồi 3 ô, tôi sẽ vẽ cho em 3 ô lên. Đó, mỗi ô là gì? Một nõn. Vẽ cái nõn ra. Đó, 3 ô, mỗi ô một nõn. Bây giờ em nhìn vào hình đi, bao nhiêu mảnh vỏ em có? 6. Như vậy thì 3 lá nõn nhưng em có đến 6 mảnh hơn. Có phải nó nhiều hơn so với là gấp đôi với lại số lá nõn không? Nãy cái hình kia tôi đem tôi bồn mất rồi. Như vậy thì để có được số lượng lá mảnh vỏ gấp đôi, em sẽ phải suy nghĩ nó mở như thế nào. Mở như thế nào? Tôi cứ quên tên em hoài. Rồi Diên. Đúng rồi, em sẽ phải có hai cái đường mở. Một là mép dính của lá nõn để tách ra thành từng lá nõn một, từng ô một. Và đường mở thứ hai sẽ phải là đường gân giữa của lá nõn để cho cái số lượng mảnh vỏ đó nó tăng lên gấp đôi với số lá nõn. Ngoài cái đó nó còn gì nữa trong cái quả mà hình số 5 em nhận xét cho tôi? Em thấy gì nữa? Dạ. Đó không phải là cái mà tôi muốn nói. Mà tôi muốn em, các em nhìn sau khi nó mở ra, em có thấy một cái trục giữa màng hạt không? Ngoài những cái mảnh vỏ bên ngoài này, em còn có một cái trục giữa màng hạt nữa. Đúng vậy, ngay cái hình số 5 đó. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ thấy chúng mở tuần tự như thế nào đây. Đây là tôi nói tuần tự từ cái đường nứt
thứ nhất cho đến đường đất thứ hai, thứ ba, chứ không phải là vị trí mở này nha các em. À, như vậy thì để có một cái trục giữa mang ba cái hạt này thì nó sẽ cắt ở đâu? Quỷ nhai chỗ cái vách mà ở kế bên cái gián đoạn của ba cái ô này, để tạo một cái trục giữa mang hạt. Mà em nhìn thấy trên cái quả cà độc dược là cái trục giữa này, trong cái hình số 5 đó, em có thấy cái trục giữa mang hạt không? Đó, có một cái trục giữa mang hạt. Muốn có trục đó thì cái đường mở theo thứ tự là đường số 1, mà đường số 1 đó chính là nằm ở ngay chỗ cái vách dính mà gần với lại cái trục giữa. Đó, cái vách này cắt liền ngay chỗ gần với lại cái giá đoạn để tạo một cái trục giữa. Bên ngoài vẫn còn y nguyên. Như vậy thì nó sẽ mở tiếp bởi cái số 2, đó là đường mở mà các em thấy lúc nãy tôi nói là ở ngay cái mép dính giữa ba cái lá đoạn liền kề, để tạo cho chúng ta thành ba ô tương ứng. Rồi sau đó là mở theo gì? Gần giữa của mỗi lá đoạn. Và khi mở như vậy thì mỗi một lá đoạn nó sẽ cho em là hai cái mảnh vỡ. Đó. Và lúc nó mở cái đường này thì em đã thấy là như hạt đã đưa ra, nhưng hạt đưa ra, hạt đó vẫn bám trên một cái trục giữa ở đây. Đó. Và kiểu mở như vậy người ta gọi là nan hủy vách. Và đối với lại cái hoặc cà độc dược, cách mở cũng tương tự. Nhưng ở cà độc dược thì em chỉ có mấy? Hai lá nõn mà thôi. Hai lá nõn nhưng mà chúng tạo thành bốn ô do có vách giả. Đó. Và như vậy thì với cái hình nhìn ở trên bài đây các em sẽ thấy nè. Đây nè, bốn ô. Vách này là vách giả, này là vách thật. Đó. Đầu tiên nó sẽ cắt ở cái gì? Cái vách của cái đi thật và vách giả đây, tạo thành một cái trục giữa mang hạt. Sau đó là đường thứ hai là đường mở mà trùng với lại cái hai cái vách mà nó dính giữa hai lá nọn liền kề là đường này. Đường thứ ba là đường gương giữa của lá nọn trùng với vách giả, cho nên cuối cùng em sẽ có bốn mảnh vỡ trục giữa mang hạt. Cách mở như vậy người ta gọi là nan hủy vách. Ở trong bài tôi có đưa cho em cái hình của cái quả, quả gì? Quả gì mà hình ở đây có không? Có nói cho em quả lan không? Orchidaceae. Có không? Rồi, hình số 7 đó. Nếu mà em nhìn ở cái quả lan thì em sẽ có ba lá nọn, bầu có một ô mà. Đúng chưa? Như vậy thì khi mà quả nó mở ra em có mấy mảnh vỏ? Đếm ở trên hình đó coi mấy mảnh vỏ. Em có tới 6 mảnh nữa. Đó. Như vậy thì ở lan á, chúng ta có 3 lá nõn, bầu 1 ô và đính nõn mép. Nên khi chính là nó mở cho em 6 đường đứt nằm ở hai bên cái mép dính của lá nõn. Và nó cho em 3 cái mảnh vỏ tương ứng với 3 cái lá nõn, đó là 3 mảnh vỏ không thụ.
Còn ba cái mảnh vỏ mà mang hàng đó là ba mảnh của giá ngoại. Ba mảnh đó nó mới mang hàng. À, như vậy là tôi chỉ phân tích cho em một số cái dạng quả hồn tịnh mở. Còn quả mà người ta gọi là nam nứt răng thì trong sách cũng vẽ cho em đường nứt là những cái đường răng cưa ở đỉnh, hoặc nam nứt lỗ ở đây cho chúng ta thấy đây là quả của cây thuốc phiện, là nam nứt lỗ, đường nứt của nó là lỗ nằm ở đỉnh quả. Còn nam nứt ngang thì đây là nói cho những cái quả gọi là quả hộp đó. Đường nứt là đường dòng ngang quanh quả này. Khi quả chín thì nó bật lên, bởi một cái nắp và mở cho ra hạt lên. Thì đây là quả của cây rau sam, cây mạn đề, quả của một số loài thuộc họ rau da, vân vân. Đang còn lại là quả đơn tính sinh thì các em sẽ tự coi. Đang nghĩ cho tôi 10 phút rồi. Thì chúng ta biết là hạt là do sự phát triển của loại sau sự thụ tinh. Và sự thụ tinh ở cái cây hạt kính thì chúng ta có sự thụ tinh kép mà hồi trước tôi nói với các em đã. Và sau sự thụ tinh thì noãn sẽ phát triển thành hạt. Do vậy á, thì khi đề cập đến hạt, chúng ta sẽ nhớ đến cái cấu trúc của noãn trước. Tôi vẽ lại cho các em về cái noãn này. Đó. Và ở đây chúng ta có tứ phôi, ngọn cầu, hai trở qua, dinh thứ, lượng tứ, ba tới ba mươi cực. Đây là noãn. Và em có tương ứng đó là gì? Vỏ, noãn, vỏ noãn ngoài, vỏ noãn trong. Và đây chúng ta sẽ có vị trí đó là lẫn noãn. Yeah. Em có đây là túi phôi này. Yeah. Và đây là gì? Phôi tập. Như vậy thì sau sự thụ tinh kép, chúng ta có hai sự thụ tinh. Một là sự thụ tinh với gì? Với nọng cầu. Hai là sự thụ tinh với nhân thứ lượng tứ. Hai sự thụ tinh đó tạo cho chúng ta hai phần có trong hạt. Một đó là phôi và hai đó là nọc nhũ. Phần phôi này bữa trước chúng ta cũng đã nói rồi. Như vậy thì khi đề cập đến hạt, chúng ta sẽ có noãn phát triển thành hạt. Đây, tôi sẽ vẽ cho em cái hạt. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái vỏ noãn này sẽ phát triển thành là gì? Vỏ của gì? Vỏ hạt. Đây là hạt đây. Vỏ noãn sẽ phát triển thành vỏ của hạt sau khi sự thụ tinh kép, thì vỏ của noãn phát triển thành vỏ hạt. Như vậy thì phần vỏ của hạt này sẽ là phần giúp bảo vệ cái phôi ở bên trong. Khi chúng ta nhìn vào cái vỏ hạt thì chúng ta sẽ có ở đây vẫn là gì? Phần lỗ noãn. Và lúc đó em sẽ có phần vỏ của hạt này cũng không khép lại hoàn toàn, nó cũng chừa một cái lỗ ở trên hạt. Và chúng ta sẽ có mấy vỏ của hạt. Thường em sẽ có hai lớp vỏ của hạt. Hai lớp vỏ hạt này, chúng ta tách cái hạt thầu dầu ra, chúng ta sẽ có hai lớp vỏ.
một cái lớp vỏ kính ở bên ngoài. Sau khi bóc bỏ cái lớp vỏ kính này, em còn một cái lớp vỏ nữa mỏng hơn, đã là hai cái lớp vỏ. Tuy nhiên một số hạt thì em chỉ có một lớp vỏ mà thôi. Ví dụ như tôi lấy cái hạt đậu cho em. Đó, đây. Đậu trắng, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ gì, khi em nhân cái hạt thì em bóc ra chỉ có một cái lớp vỏ của hạt thôi. Như vậy thì khi chúng ta học nõn hai lớp vỏ thành hai lớp vỏ của hạt. Với một số hạt, lý do tại sao nó chỉ có một lớp vỏ? Do quá trình phát triển thì hai cái lớp vỏ của nọ này chúng có thể phát triển dính lại với nhau. Ngoại trừ một số hạt thì chúng ta có một lớp vỏ của nọ. Cho nên để lý giải tại sao có một lớp vỏ này có thể có nhiều nguyên nhân. Rồi, lớp vỏ của hạt bao giờ em cũng còn có cái lỗ nọ mà nãy tôi nói, vỏ của hạt cũng sẽ không khép lại để chừa lại đang cho chúng ta một lỗ. Lỗ này ta có thể thấy được, có thể không thấy được. Và một cái vị trí mà em gặp ở bên ngoài của vỏ của hạt mà tôi gọi đó là gì? Tể. Tể hay người ta còn gọi đó là rốt. Đó là cái sẹo để lại ở mặt ngoài của vỏ của hạt. Sẹo này khi cái cuốn của hạt này nó làm gì? Nó tách rời khỏi cái hạt đó, nó sẽ để lại cái sẹo. Sẹo đó người ta gọi đó là cái rốt hay là cái tể. Sẹo này có thể lớn, có thể nhỏ, tùy thuộc vào từng cái hạt. Cũng giống như chúng ta, mỗi người chúng ta có một cái rốt đó. Tức là khi chúng ta tách khỏi cái cơ thể mẹ thì để lại cái sẹo đó ở bề mặt của cái vỏ của hạt. Nếu em ăn ở hạt sầu riêng em sẽ thấy cái tể này rất to, nhưng nếu hạt đậu thì em sẽ thấy nó bồn dục ở đây, nằm ở đây. Và chúng ta có vị trí của lỗ nõn này. Tại sao tôi lưu ý em hai vị trí tể với lỗ nõn? Hai vị trí này nó có thể gợi cho các em suy ngược trở lại cái loại nõn tạo thành cái hạt. Nó là loại nõn gì? Nõn thẳng, nõn đảo, nõn cong. Chúng ta có ba loại nõn như vậy. Thì khi hình thành hạt, nếu với trường hợp mà nõn thẳng thì lúc này em sẽ có là tể và lỗ nõn sẽ nằm trên cùng một trục thẳng như thế này, đối diện. Và cái lỗ nõn, chúng ta nói đây là cái vị trí mà vỏ của nó không có khép kín lại hoàn toàn. Nhưng khi nó hình thành hạt thì đây chính là cái vị trí mà rễ mầm nó sẽ chui ra đây. Rễ mầm sẽ chui ra ngay vị trí của lỗ nọ khi mà hạt nảy mầm. Nếu em nhìn vào cái này em sẽ thấy hạt đậu, tể và lỗ nọ rất gần. Còn nếu trong trường hợp nọt đảo thì lúc này chúng ta sẽ thấy bề mặt của vỏ của hạt, ngoài cái tể và lỗ nọt gần, em còn có gì? Em còn có cái sống của hạt. Đây, sống của hạt. Nếu mà chúng ta nhìn ở hạt hầu dầu thì người ta có tể với lỗ nọt nằm gần đây. Đây là cái vết tích của cái cuốn nọt dính với lại thân nọt. Cho nên nhìn bề mặt của hạt thầu dầu, người ta suy ra được tể và lỗ nõn gần nhau. Và nó có một cái vết do cái thân nõn dính với cuốn nõn, người ta biết đó là nguồn gốc của hạt ở đây từng cái nõn đảo mà ra. Đây một số cái khái niệm mà tôi muốn các em gì đó biết. Một đó là áo hạt, lông trên hạt thì cái đó dễ rồi. Áo hạt là gì? Khi nói đến áo hạt thì một số loài có áo hạt, ví dụ như nhãn, vải, châu châu. Thì lúc này em có là
một cái lớp cơm mà nó có ở mặt ngoài của vỏ của hàng. Lớp cơm này xuất phát từ gì? Từ cái mô của cái cuốn ngoãn nó phát triển thành, nó có thể bao lấy trọn hàng hay không thì cái đó người ta gọi là áo hàng. Còn nếu cái mô này xuất phát không phải từ cuốn ngoãn mà nó xuất phát từ gì? Tình tể. Nếu tình tể ý là từ cái tế bào của cái lỗ noãn này đó, nó phát triển thành cái mô đó, cũng bao bên ngoài cái vỏ hàng, thì người ta dùng cái từ là áo hàng giả. Còn nếu trường hợp cái mô này mà nó phát triển lên thành một cái khối, một cái khối có thể ấy, em nhìn thấy cái khối em to to mà ở gần với là cái lỗ noãn của cái hạt hầu dầu thì người ta dùng cái từ là mọc. Như vậy thì một vài cái khái niệm chúng ta có thể có bên ngoài cái vỏ của hạt, và vỏ hạt có gì đó, có lông, có màu lông. Màu lông đó là chúng ta nhìn thấy một số hạt mang những cái tấm lông này để giúp cho chúng phát tán ở một phần cái hạt, hoặc là có cắn. Những cái này thì dễ rồi. Đây, phần hạt có cắn dần. Như vậy khi đề cập đến vỏ hạt, đây là phần do cái vỏ noãn phát triển, và nó sẽ là cái phần để bảo vệ hay che chở cho cái hạt, đó chính là cái phôi ở bên trong. Tùy thuộc vào từng cái vỏ hạt mà chúng ta sẽ có một hoặc là hai lớp vỏ. Nhưng anh nhớ cho tôi, lúc nào trên cái vỏ hạt cũng phải có tể với lỗ noãn. Rồi bây giờ đến phần bên trong của hạt, người ta gọi đó là nhân hạt. Nhân hạt thì chúng ta có gì? Một là phôi, hai là nọn nhũ, và ba là ngoại nhũ. Thì phần phôi phải có, phôi hay gọi là cây mầm, phần này dứt khoát phải có. Mà phôi đó là do sự kết hợp của giao tử đực thứ nhất với nọn cặp. Cái này sẽ hình thành cho chúng ta cái gọi là phôi. Và khi đề cập đến phôi thì các em sẽ gồm có những phần gì? Đây tôi vẽ cho em, đó là phôi hay là cây mầm đó. Phôi hay là cây mầm. Phôi này gồm có gì? Nếu tôi chú thích ở đây thì tôi sẽ có cái đầu trên đây sẽ là gì? Rễ mầm, thân mầm, chồng mầm, và đây là gì? Lá mầm. Như vậy thì trong hạt, phần phôi hay gọi là cây mầm này là phần nó do cái hoại tử sau cái sự thụ tinh của giao tử đực thứ nhất với ngọn cầu phát triển tạo nên. Và tùy thuộc vào cây, lớp hạt hay lớp ngọc lan. Nếu lớp ngọc lan thì chúng ta có đây là hai lá mầm. Còn nếu mà cây lớp hành thì các em chỉ có ở đây có một cái lá mầm mà thôi. Đó, đây một lá mầm. Đây là chồi mầm, và đây là vết tích của cái lá mầm thứ hai bị tiêu biến. Đây là thân mầm, và dưới đây là rễ mầm. Đây là phôi của cây lớp hạt.
Và chính vì nó chỉ có một lá mầm cho nên cây lớp hành người ta còn gọi đây là gì? Cây một lá mầm hay là cây đơn tử diệp. Còn cây hai lá mầm tương ứng với là cây song tử diệp hoặc là cây lớp ngọc lan. Dựa trên cái phôi này, các em thấy ở cái phôi của cây lớp hành nó mất đi một cây lá mầm, tức là nó còn lại cái vết tích. Đó là cơ sở để cho các nhà phân loại học mới lý giải rằng là cây lớp hành là cây tiến hóa hơn so với lại cây lớp ngọc lan là như vậy. Đó là cái cơ sở để cho chúng ta hiểu tại sao người ta nói cây một lá mầm tiến hóa hơn cây hai lá mầm là như vậy. Cái này khi đề cập đến phần nhân hạt phôi phải có. Cái nào cũng vậy hết. Và cái phần phôi đó em thấy từ vừa vẽ là có cái hạt nào không có phôi không? Hạt nào không có phôi? Hạt lép. Hạt lép không có phôi. Mà chúng ta thì không đề cập đến hạt lép, đúng không? Chúng ta đề cập đến cái cấu trúc của những cái hạt mà để giúp cho chúng làm gì? Cơ quan sinh sản của cây hạt kính mà. Cho nên hạt phải có phôi. Còn trường hợp hạt lép không đề cập ở đây. Nhưng trong quá trình cuộc sống em vẫn ăn một số quả mà có hạt lép. Ví dụ như quả chuối, sầu riêng, hạt lép. Và lúc đó em chỉ có cái gì? Vỏ của hạt mà không có phôi. Em ăn cái nhãn hạt tiêu, hạt lép, em chỉ có cái vỏ của hạt mà không có phôi. Em ăn một số cái quả gì đó, quả gì mà không hạt mà mình dưa hấu, lúc đó em sẽ có hạt, vẫn có hạt nhưng hạt nó hạt lép, chỉ có vỏ hạt không có phôi ở bên trong. Như vậy thì tôi loại bỏ cái trường hợp mà không có phôi, phải có phôi à, không có phôi được rồi. Như vậy thì tôi nói với em nguồn gốc của phôi là ở đâu. Và phôi thì chúng ta có phôi cây một lá mầm, cây hai lá mầm, hay nó là cây lớp hành với cây lớp ngọc lan. Rồi bây giờ trong hạt còn có gì nữa? Nội nhổ hoặc ngoại nhổ. Như vậy chúng ta còn có sự thụ tinh thứ của giao tử đực thứ hai, đó là sự thụ tinh của giao tử đực thứ hai với nhân thứ lượng tướng đẹp. Sự thụ tinh này hình thành nên cái tế bào khởi đầu mà hôm trước tôi nói với em, đó là tế bào gì? Tam tướng, tức là tam bội, 3N. Tế bào này sẽ hình thành nên tế bào khởi đầu của gì? Nội nhũ. Và sau đó chúng sẽ phân chia thành cái mô, đó là mô nội nhũ. Mô này nằm đây, tôi chấm chấm đây cho em đây. Đó, phát triển thành mô nội nhũ có ở trong hạt. Yeah. Như vậy thì khi nói đến mô nội nhũ, chúng ta sẽ nói liền là nguồn gốc của nó do sự kết hợp của giao tử đực thứ hai với nhân thứ lượng tứ. Và mô nội nhũ này sự kết hợp tạo thành cái tế bào đầu tiên, đó thì có 3N. Tế bào này sẽ bắt đầu phân gì? Phân cách. Và sự phân cách của những cái tế bào khởi đầu của nội nhũ này, nếu sự phân cách này mà chúng chỉ có phân cách nhân không chia bắt thì chúng ta sẽ gọi đó là nội nhũ cộng bạch. À, còn nếu mà mỗi lần chúng phân cắt nhân, chúng chia luôn cái vách của tế bào thì chúng ta gọi đó là nội nhũ tế bào. Tức là mỗi lần phân cắt nhân là nó chia tế bào cách. Và kiểu nội nhũ như vậy người ta gọi đó là nội nhũ tế bào. Còn cái từ nội nhũ trung gian là gì?
là ở một số hạt em sẽ vừa gặp cái gì, nội nhũ tế bào lẫn nội nhũ cộng bằng. Ví dụ như ở quả dừa đó, thì chúng ta có cái cơm dừa là nội nhũ tế bào, nước dừa là nội nhũ cộng bằng. Như vậy thì ở đây khi đề cập thì nếu nói về sự phát triển của hạt thì quá trình phát triển của cái phôi hay là cây mầm đó với sự phát triển của nội nhũ, theo các em cái gì sẽ phát triển trước? Nội nhũ đó là mô dự trữ, đó là những cái cấu trúc bởi những tế bào mà bên trong nó chứa chất dự trữ. Nếu bây giờ câu này nó chẳng có gì trong bài, nhưng theo các em cái gì sẽ phát triển trước? Cả hai tôi nói nó đều có cái sự là gì, tạo thành cái tế bào đầu tiên rồi sau đó mới phát triển. Phát triển bằng cách là gì? Phân chia để tạo nên một cái khối phôi với cây mầm. Còn nội nhũ mới bắt đầu chỉ có một tế bào, sau đó cũng phân chia để tạo thành một khối tế bào. Vậy theo em cái gì sẽ phát triển trước và cái gì sẽ phát triển sau, hay chúng phát triển đồng thời với nhau? Tôi nhiều khi là gì hứng hứng thì phải cho con mấy cái câu gì đó để coi coi sau khi mình học mình có suy nghĩ gì hay không. Nhớ là học rồi cũng phải đi coi coi cho nó kỹ, vì tôi năm nào tôi cũng ra câu mới, tôi ngồi nó tôi suy nghĩ vì tối ngày tôi ở thông mà. Ngày nào tôi cũng vô bộ môn á, tôi không có đến lớp dạy thì tôi ngồi á đó, rồi cái tôi mới suy nghĩ ra những câu mới tôi cho nên đừng có ngồi truy tìm mấy câu cũ mà học. Thì tìm coi chừng cũng có trúng, cũng có trặc, nhưng mà trặc chắc nhiều hơn là trúng. Nếu người nào ôm câu cũ mà học không là coi chừng bị trặc. Chắc em có vẻ năng chiêu dữ à? Theo em thì cái nào chứ? Nó đồng thời song song, đồng ý không? Các em khác đồng ý gì bạn? Dạ, đồng ý không? Dạ, có cái trước cái sau, cái nào trước cái nào sau? Cái phôi trước, nó nhổ sau. Gì? Nay nhớ tên em mà nhắc tôi nhiều lần tôi nhớ em rồi. Hả? Đồng ý cho bạn giàu là phôi trước, nội nhũ sau. Em? Nội nhũ phát triển trước, phôi phát triển sau. Câu của bạn mới đúng á. Nội nhũ trước, chứ không phải giống như lớp trưởng như bạn Duyên đâu. Tại vì nếu mà em đọc kỹ trong cái phần của tôi thì em sẽ suy ra giống như bạn này nói là gì? Sau cái sự phát triển thành phôi hoàn chỉnh, nếu mà cái nội nhũ này bị tiêu hóa hết thì chúng ta sẽ có hạt không có nội nhũ. Bị tiêu hóa hết có nghĩa là cái phần tích nội nhũ sẽ phát triển trước để hình thành nên cái mô mà nó chứa chất dự trữ để cung cấp cho cái phôi này nó phát triển nè. Đó, phôi này nó sẽ lấy cái chất dinh dưỡng từ cái nội nhũ nè. Đó, cho nên là cái nội nhũ sẽ phát triển trước rồi cái phần phôi đó sẽ phát triển sau. Rồi, như vậy thì chúng ta còn một cái mô nữa mà em sẽ thấy từ ngoại nhũ.
ngoại ngữ sẽ là vô do cái gì? Do cái khôi tâm này còn lại sau cái sau sự phát triển của phôi đó. Phôi tâm này sẽ phát triển thành một cái mô mà chúng ta gọi là ngoại nhũ. Nếu chúng còn lại đó, mà từ gạch chéo này còn lại ở trong hạt sau sự, sau khi cái phôi nó phát triển hoàn chỉnh, nó vẫn còn cái mô ngoại nhũ, thì lúc đó chúng ta sẽ có hạt có ngoại nhũ. Như vậy thì nội nhũ và ngoại nhũ, đây là những cái mô chứa chất dự trữ có ở trong hạt. Và về chất dự trữ thì em sẽ kể cho tôi đó là chất gì mà em gặp trong hạt. Vẫn là ba nhóm chất chính. Một là gì? Glycine, đó là tinh bột. Nhiều hạt em ăn, em có tinh bột. Ví dụ mình ăn gạo đó, ăn cơm hàng ngày đó, đó chính là tinh bột. Mình ăn hạt đậu đó, tinh bột. Chất thứ hai đó là gì? Dầu lipid. Nhiều hạt mà các em thấy có lipid không? Rất là nhiều. Và chúng ta cũng sử dụng những hạt đó để chúng ta ép lấy cái lipid chúng ta ăn đó. Dầu mè, dầu đậu phộng, dầu đậu nành, vân vân. Dầu dừa, vân vân. Người ta lấy từ cái hạt mà ra. Và những cái ly nhóm lipid ở trong hạt, một số hạt mà các em thấy người ta nói là tốt cho sức khỏe, với những cái lipid mà nó có cái nối gì